Quế Trân, sinh năm 1981 tại thành phố Hồ Chí Minh, sinh ra trong một gia đình hoạt động nghệ thuật. Quế Trân từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành một nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp. Hiện cô đã là một trong năm nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nhất Việt Nam. Từ những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, Quế Trân luôn mang về những thành công rực rỡ. Và một điều không thể chối bỏ đó là con đường hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên luôn trải đầy hoa. Cho đến thời điểm hiện tại thì Quế Trân đã đoạt được rất nhiều giải thưởng danh giá. Là một trong những người con trong gia đình truyền thống nghệ thuật từ nhỏ, Quế Trân đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của người chú và cũng là người thầy của mình là nghệ sĩ Bạch Long, từng bước một để tiến vào con đường nghệ thuật. Sau vai diễn Na Cha trong vở Na Cha Đại Náo Thị Cung, với lối diễn sức lôi cuốn, Quế Trân dần dần trở thành cái tên khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Mật độ phụ sóng của cô trên sân khấu và đài truyền hình ngày một nhiều. Cô tham gia nhiều vở cải lương thiếu nhi như Cầu Vồng và Nam và Nàng Thỏ, Củ Cải Khổng Lồ, Cảm Ơn Chú Khỉ, Cóc Kiện Trời. Quế Trân bước chân lên con đường nghệ thuật không chỉ nối tiếp nghề nghiệp của cha ông mà còn một phần cũng vì niềm đam mê trở thành đào hát của cô gái trẻ. Với giấc mơ ấp ủ từ nhỏ của mình, Quế Trân luôn nỗ lực và cố gắng hết mình. Khi còn đi học, cô luôn tranh thủ những giờ rảnh sau khi tan trường về để tập hát. Niềm đam mê của cô gái trẻ đã bị người cha ngăn cản. Kể từ đó, cô không thường xuyên đi diễn hay tập hát nữa mà chỉ tập trung phần lớn vào việc học. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Quế Trân mới được tiếp tục niềm đam mê của mình sau một thời gian dài vắng bóng. Năm 18 tuổi thì Quế Trân tham gia cuộc thi triển vọng Trần Hữu Trang và đạt được huy chương vàng. Đây cũng là dấu mốc lớn khởi đầu cho sự nghiệp của cô tại làng sân khấu Việt Nam. Thành công tiếp tục thành công, trong hơn 20 năm theo đuổi đam mê của mình, Quế Trân mang về những thành công rực rỡ, không hổ danh con nhà nòi. Tính đến thời điểm hiện tại thì Quế Trân đã sở hữu trên 10 giải thưởng lớn nhỏ trong sự nghiệp sân khấu của mình, như giải tài năng trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 1999, giải ấn tượng một tiếng, giải diễn xuất xuất sắc, giải diễn viên tài năng, bằng khen thanh niên tiên tiến miền Đông Nam Bộ năm 2000, giải nghệ sĩ cải lương trẻ tài năng. Ngoài ra cô còn tham gia công tác với thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh qua nhiều chương trình ý nghĩa như Mùa Hè Xanh và nhiều bằng khen giấy khen trong suốt những ngày tháng tham gia hoạt động cộng đồng. Không chỉ có con đường hoạt động nghệ thuật trải đầy hoa mà cô nghệ sĩ cải lương trẻ tuổi này còn được nhiều người kính ngưỡng mộ với cuộc sống gia đình hạnh phúc, là con nhà nòi trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, Quế Trân đã sống trong sự yêu thương bao bọc của cha mẹ. Ngoài việc ca hát, cô còn tập trung vào việc học như mong muốn của gia đình. Là một nghệ sĩ được nhiều người biết đến, cô luôn tất bật với các show diễn, nhưng những thời gian rảnh cô đều dành hết cho gia đình. Và đây cũng là dịp cô có thể quanh quần bên tất cả những người thân trong gia đình. Tuy thời điểm này sân khấu cải lương hầu như không còn thu hút quan tâm của nhiều khán giả, nhưng cô vẫn không ngừng nỗ lực để theo đuổi niềm đam mê của mình, cũng như niềm tin mà khán giả và người cha yêu dấu đã dành cho cô. Đến thời điểm hiện tại thì Quế Trân đã tròn 39 tuổi và cô vẫn chưa có tổ ấm riêng. Quế Trân từng tiết lộ rằng từ trước đến nay cô chưa từng bị người thân giục chuyện chồng con, đặc biệt việc được đồng nghiệp, khán giả khen trẻ như gái đôi mươi khiến cho cô chủ quan trong việc cá nhân. Không có động lực, áp lực chuyện với chồng, Quế Trân cũng không có suy nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân vì muốn dành thời gian để duy trì phát triển đam mê cải lương và một số công việc yêu thích như MC, hát, âm nhạc. Từ khi bố ruột qua đời năm 2016, Quế Trân cũng mong muốn ở bên cạnh mẹ để chăm sóc bà nhiều hơn. Đầu giờ sáng giá đời thứ năm của đại gia đình Chuồng Cọ Vĩnh Xuân, Bầu Thắng và Minh Tơ. Cô bắt đầu theo nghiệp tổ từ năm 8 tuổi và năm 1989 ở đoàn đồng mẫu Bạch Long. Đến nay, sau hơn gần 30 năm theo nghề, con đường nghệ thuật của Quế Trân luôn thẳng tiến. Cô đã giành được rất nhiều thành công. Có thể nói Quế Trân là một người lao động nghệ thuật nghiêm túc, có ý chí cầu tiến, luôn phấn đấu để vươn lên và khẳng định mình tài năng, nội lực của riêng mình. Cô là người phụ nữ đa tài, không chỉ xuất hiện trên sân khấu tuồng cổ, cô còn biểu diễn những vai tuồng xã hội tâm lý rất ấn tượng và tham gia biểu diễn ca nhạc và làm MC.
được mai dũa rèn luyện tay nghề từ khi còn bé. Do chính người cha của cô, nghệ sĩ Thành Tùng chỉ dạy những tinh hoa, những kinh nghiệm cần thiết cho một người nghệ sĩ. Nhờ sự dìu dắt của cha, nghệ sĩ Quý Trân dần khẳng định mình trên sân khấu sân vé, Sài Gòn 1, Winter, câu lạc bộ cải lương hội sân khấu thành phố. Vai diễn đầu tiên cô tham gia là vai Na Tra trong vở Na Tra Đại Náo Thủy Cung trên sân khấu Đồng Mổ Bạch Long và được rất nhiều khán giả yêu thương và ủng hộ. Và sự cố gắng nỗ lực không ngừng của Quý Trân đã đem lại cho nghệ sĩ Quý Trân một chỗ đứng vững vàng trong làng sân khấu Việt Nam cũng như trong lòng khán giả bầu điều cải lương. Thở còn nhỏ, càng đi hát càng ấp ủ trong Quý Trân ước mơ được trở thành đào hát chánh. Và hơn hết là cô được nối nghiệp của gia đình. Cũng từ đó giấc mơ trở thành đào hát lớn dần từ cô bé mang đầy chất nghệ sĩ ấy. Chiều nào đi học về, cô cũng hớn hở để về tối đi hát. Cô gái ấy mê hát đến đèn sân khấu đến nỗi nghệ sĩ nhân dân Thanh Tùng, cha của cô phải ra tối hậu thư yêu cầu cô tập trung học hành. Cô chỉ được hát vào những ngày nghỉ, dịp lễ và hè. Mãi đến sau này khi Quế Trân học xong và ra trường mới được cha chấp thuận cho đi hát. Năm 1999 thì vừa tròn 18 tuổi, Quế Trân đã đăng quang huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang với vai Tiên Kiều Công Chúa trong trích đoạn Trắng Hoa Mai. Đây có thể coi là dấu mốc sự nghiệp của cô trong làng sân khấu Việt Nam. Các giải thưởng mà nghệ sĩ ưu tú Quế Trân giành được như giải tài năng trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 1999, giải diễn viên xuất sắc do tạp chí sân khấu Việt Nam trao tặng năm 1999, giải diễn viên tài sắc do báo sân khấu thành phố Hồ Chí Minh tặng năm 2003 và 2004. Và vào năm 2012 thì nghệ sĩ Quế Trân cũng đã nhận được danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Nói về cuộc sống gia đình của nghệ sĩ Quế Trân thì sau khi nghệ sĩ Thành Tùng đột ngột qua đời, nghệ sĩ ưu tú Quế Trân sống cùng với mẹ. Gia đình của Quế Trân có hai anh em. Anh trai cô đã kết hôn và có hai bé, một trai một gái. Riêng Quế Trân thì cô vẫn chưa muốn tiến đến hôn nhân vì công việc vẫn còn khá bận rộn. Quế Trân cảm thấy rất áy náy vì để người yêu thiệt thôi, không được quan tâm nhiều. Nhưng theo Quế Trân nghĩ thì đó cũng là dịp để hai người thử thách tình cảm. Nghệ sĩ Quế Trân chia sẻ, cô không đề ra tiêu chuẩn nào cả về tình yêu. Tình yêu đến rất tự nhiên. Quế Trân không biết mình thích anh ấy ở điểm nào, chỉ biết anh ấy yêu mình, tôn trọng và chia sẻ nghề nghiệp với mình. Mặt khác, anh ấy có sự nghiệp ổn định, có thể bào bọc được cuộc sống cũng như tinh thần cho mình trong tương lai. Hiện nay thì sân khấu cải lương không còn thu hút nhiều khán giả như trước. Tuy vậy, với niềm đam mê và lòng yêu nghề, Quế Trân vẫn đi diễn đều đều, vẫn nỗ lực không ngừng để giữ trọn niềm tình yêu của khán giả, cũng như hoàn thành tâm nguyện của người cha quá cố, giữ nghiệp của tổ tiên.